túi hạt này của ai? Vui quá đi! Vui quá, Juhu ơi! Chiwu, cẩn thận chút nào! Chiwu, cậu có sao không? Cứu tớ với! Cứu tớ! Chiwu, giữ chắc vào! Chiwu, đừng cù tớ nữa mà! Đừng mà! Chiwu, cẩn thận! Cậu đang giữ túi hạt mầm đấy! Tớ mỏi tay lắm rồi! Cậu ấy làm rơi túi hạt kìa! Sao mà cao thế? Dế tay sao tới chứ? Anh cả! Cái gì kìa? Đó là... túi hạt mầm sự sống! Chán quá đi là chán! Giá có gì đó để chơi nhỉ? Hả? Ôi trời! Cái gì đây? Túi gì đây nhỉ? Chẳng biết từ đâu rơi ra nữa. Bên trong cái gì nhỉ? Wow, mình không biết đó là cái gì, nhưng nhìn đẹp quá. Xin lỗi, cậu có thấy cái gì rơi từ trên trời xuống không? Cậu đang nói cái này ấy hả? Đúng rồi, chính là nó. Hãy đưa nó cho chúng tớ đi. Có chắc là của các cậu không? Hãy chứng minh đi, rồi tớ trả. Nhưng chứng minh kiểu gì? Hãy nói bên trong túi có gì, rồi tớ sẽ trả lại. Thế quá dễ. Trong đó có chứa những hạt mầm sự sống. Hạt mầm sự sống đặc biệt ư? Gì nữa? Và cả Utopia nữa. Utopia là nơi nào? Nơi có nước suối mát chảy quanh năm và trái cây trĩu quả cùng trăm hoa đua nở. Wow, nghe tuyệt quá. Có vẻ các cậu đã đoán đúng rồi. Cái túi này chắc hẳn thuộc về các cậu. Đúng rồi, đưa cho chúng tớ nào. Đây, hả? Đủ rồi, đưa cái túi đây. Vui quá, ta làm lại lần nữa nhé. Tớ chắc chắn túi hạt rơi quanh đây thôi. Các cậu ơi, nhìn đằng kia kìa. Này, chẳng phải cô bạn kia đang cầm cái túi hạt mầm sao? Wow, anh em trồng đất cũng ở đây này. Các cậu, tớ thấy chuyện này không ổn rồi. Đừng lo, ít nhất cũng tìm thấy. Có lẽ cô bạn kia đã nhặt được cái túi. Chúng ta nên đến đó thôi. Ừ. Chờ đã. Chào các cậu. Xin lỗi đã làm phiền. Nhưng cậu có thấy cái túi rơi từ trên trời xuống không? Cái này hả? Đúng rồi, đúng là cái túi hạt chúng tớ đang tìm. Nó rất quan trọng với chúng tớ. Thật mừng cậu đã nhặt được nó. Cho chúng tớ xin lại nhé. Nhìn kìa, kỳ lạ nha. Mấy cậu này khẳng định là cái túi này thuộc về họ. Đừng đưa cho họ. Cái túi ấy là của chúng tớ. Cái gì cơ? Sao túi hạt mầm lại là của mấy cậu được? Nói lại xem nào. Cái túi là của chúng tớ. Đúng vậy, không sai. Chúng tớ mới đúng. Mấy cậu đang nói dối. Thôi ngay đi. Mấy cậu nói dối thì có. Không có đâu nha. Được rồi, không biết cái túi thuộc về ai, nên để tớ nghĩ đã. Vậy đi, tớ sẽ đưa cái túi cho bên nào chiến thắng cuộc thi. Các cậu thấy sao? Một cuộc thi ư? Thi ư? Nếu các cậu muốn cái túi này tới như vậy, các cậu sẽ làm mọi việc để lấy lại nó đúng không? Còn nếu không thích thì thôi nhé. Này, cẩn thận chút đi. Đó không phải đồ chơi đâu. Trông hay quá. Chẳng phải nó rất quan trọng với các cậu sao? Trông vui quá. Nếu các cậu không muốn thi thì chắc tớ sẽ giữ cái túi làm đồ chơi vậy. Dừng lại ngay. Được rồi, chúng tớ sẽ chơi.
Chúng tớ sẽ tham gia cuộc thi mà. Đừng có nghịch dậy nữa. Vậy chúng ta bắt đầu vòng thi thứ nhất. Hãy cẩn thận nhé. Trong khi tớ đếm từ 1 đến 10, đội nào lấy được nhiều nho nhất sẽ chiến thắng. Chuẩn bị, bắt đầu. 1 2. Nhìn vui ghê. Chiwoo, cậu còn làm gì vậy? Tớ tới ngay đây. Chuẩn bị hứng nho nhé. Từ từ anh cả ơi, anh định giặt cả cây xuống sao? Ai quan tâm, có gì đâu chứ. Cứ hứng nho đi. Phải đó, với lại ai lấy được nhiều nho thì sẽ thắng mà. Cuối cùng cũng xong. Anh chắc thế này là quá đủ để chúng ta thắng rồi. Yuhu, nhanh lên một chút đi, không chúng ta thua mất đó. Không được Rudy, chúng ta phải cẩn thận để không làm hại cây nho. Phải đó. Ê nhìn này, chùm này vẫn chưa chín. Xin lỗi cây nho, chúng ta hứa sẽ chỉ lấy những chùm nho đã chín thôi nhé. 7 8 9. Ôi. Đã nói chúng tớ sẽ thắng mà. Giờ hãy đưa cái túi hạt ra đây nào. Gì cơ? Chờ đã, tớ có nói đây là vòng thi cuối cùng đâu. Cái gì cơ? Chúng tớ đã thắng mà. Đưa cái túi đây. Đúng thế, mau đưa đây. Nếu các cậu khó chịu thế thì tớ lấy cái này làm đồ chơi vậy. Đừng làm thế nữa, xin cậu đấy. Dừng lại ngay, không nên nghịch thế. Hỏng cắt hạt mầm đấy. Wow, cậu đội cái túi đẹp quá. Nếu cậu làm vậy, các hạt mầm quý giá sẽ bị hỏng mất. Trông vui lắm đó. Làm ơn cho tớ chơi với, đi mà. Không cho. Được rồi, chúng tớ chơi tiếp mà. Đừng nghịch nữa. Thôi được, lần này chúng tớ phải làm gì? Tớ biết mấy cậu sẽ chơi mà. Được rồi, đây là vòng 2 của cuộc thi. Bên nào ăn hết số nho mà mình vừa hái lúc nãy trước sẽ thắng. Hả? Cái gì cơ? Làm sao mà ăn được hết cả núi nho này chứ? Sẵn sàng, bắt đầu. May mà chúng ta hái vừa đủ. Lần này thắng rồi. Chùm nho này nhìn ngon quá. Nho ngon quá. Vui ghê cơ. Tớ cũng muốn chơi với nó nữa. Chà, không ngờ các cậu ăn gần hết được chỗ đó. Giờ tớ công bố, người chiến thắng của vòng thi ăn nho này là các cậu. Giờ chúng tớ xin lại cái túi được chưa? Để tớ nghĩ đã. Xin lỗi, nhưng tớ không thích cuộc thi kết thúc thế này. Tại sao không? Cậu đã hứa là sẽ đưa cái túi hạt cho ai thắng cuộc thi mà. Biết ngay cậu sẽ không giữ lời mà. Vậy à? Thế thì như vậy đi. Tớ sẽ đưa cái túi cho bên nào thắng vòng thi cuối cùng. Cái gì? Một vòng thi nữa? Nếu các cậu không thích thì để tớ dứt cái túi đi vậy. Ôi không! Túi hạt mầm của chúng ta. Có cái túi này chơi vui quá đi. Trông vui thật đó. Thế các cậu có muốn thi không nào? Hãy thích thế này. Làm ơn cẩn thận một chút. Dừng lại, chúng tớ sẽ thi mà. Dừng đi. Biết ngay các cậu không thể từ chối mà. Được rồi, đây là vòng thi cuối cùng. Đội nào leo lên núi và quay về đây trước sẽ chiến thắng. Được rồi, chờ hết sức nào các cậu. Chúng ta sẽ lấy lại được cái túi. Đi thôi. Không thể để mất cái túi được. Chúng
Chúng em không chạy được nữa. Vậy nghĩ một chút đi. Em có biết đỉnh núi cách đây bao xa không? Em chịu thôi. Sao lại phải leo đến tận đỉnh núi nhỉ? Yuhu và mấy đứa kia thật là ngốc khi chạy lên đến tận đỉnh núi. Anh em ta không có ngốc vậy đâu. Cứ nghỉ một lát, rồi anh em ta leo xuống dưới. Thế là chúng ta về đích trước đám Yuhu rồi. Anh cả thông minh quá. Thôi nào, cho tớ thử một lần thôi. Một lần thôi mà. Không được, chỉ thử một lần thôi. Đi mà. Tớ nói là không mà, đừng đòi tớ nữa. Còn lâu tớ mới cho. Rudy, về nhà ăn tối nào con. Mẹ à, con đi đâu rồi? Con gái ơi, đến giờ ăn tối rồi. Chiu, chuyện gì vậy? Cậu ấy về ăn tối rồi. Nhìn này, tớ chơi hơi bị giỏi đấy. Vậy là cậu ấy bỏ cái túi lại cho cậu và về ăn tối sao? Trời ạ, thế chúng ta cực khổ thi thố để làm gì? Đừng có mà Limmy, dù sao chúng ta cũng lấy lại được túi hạt mà. Đúng vậy, và vì không thấy anh em trộm đất quay về, nên vòng thi cuối này chúng ta chiến thắng. Các cậu, lấy lại được túi rồi, chúng ta đi tìm hạt mầm tiếp theo thôi. Lên đường nào!